tại sao lại ghép đôi Đại với lại ca sĩ Cẩm Ly? Đó là một cái câu hỏi mọi người không ai nghĩ ra cái công thức này có thể thành công được hết. Thật sự mà nói như vậy, người trong nghề cũng như khán giả không bao giờ nghĩ. Em ngồi em xem tivi nhưng mà tánh em rất là im lặng, không trả lời. Thì Ly là người ngồi coi nói anh cái thằng ốm ốm này nè, cái mặt nó ốm 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 nè, nó cũng được lắm á, nhưng mà đang đi sai đường. Thì Đại đang bị một cái là bây giờ tôi sẽ theo truyền thống, tôi sẽ theo theo cái cách hát rất là chính thống, hay bước ra ngoài vẫn lại phải hát vẫn hoa sứ nhà nàng, vẫn là những bài dân ca miền Nam. Khán giả phản ứng như thế nào với Quốc Đại khi vào trong chương trình của Kim Lợi? Phản ứng đầu tiên thì em dám nói là tất cả các fan của Cẩm Ly không thích Quốc Đại. Không thích. Vì lúc đó đang còn bị ảnh hưởng của Cẩm Ly Đan Trường, dạ. Cẩm Ly Vân Quang Long. Đúng. Nhạc trẻ. Mà còn... hai ông kia cũng đẹp trai quá anh. Cái mà qua cái ông này xấu quá. À, chút xíu em sẽ bàn về cái thẩm mỹ sao anh. Thế thì bây giờ cái bài song ca đầu tiên nào mà Quốc Đại đạt chuẩn của Kim Lợi để hát cùng với Cẩm Ly? Em nói đi. Và phản ứng của khán giả như thế nào? Chứ em nghĩ là Lâu Đài Tình Ái hay hỏi là... song ca nói mặt chữ tình. Dạ à, về miền Tây. Bây giờ mà em còn chưa hết rung hả Đại? Em mà ngồi kế xếp em là em rung. Trong chương trình em nói rồi đừng có mời em lên. Khi mà mời em lên em ngồi là bắt đầu. Ông này có tật cung phẩm sinh, ngồi gần MC thì nói em bị áp lực với MC. Rồi giờ đổ thừa tại em gần sếp em có áp lực cái sếp em, biết ngồi gần ai nó bình tĩnh đây nữa. Không, tại em nói chuyện dở thiệt. Khi mà Quốc Đại hát với bài song ca và thành công, tạm gọi là thành công trong ngoặc kép đi, thì khán giả vẫn còn dư âm của Lam Trường, Đan Trường vẫn là những cái bài mang âm hưởng dân ca, mà có so sánh hay không, có đem ra để mà xéo sắc hay là cà khịa với em không? Lúc đó là Ly với Đan Trường đang rất hot cái bài Chim Nhắn Mồ Côi đó. Đau Xót Lấy Con Cua là những cái bài đang rất hot, nên em phải đi một cái đường ngược lại, em phải làm những bài đơn ca cho Đại hot trước. Đúng rồi, đúng rồi. Phải xây dựng để Quốc Đại có một cái đà tương xứng với Cẩm Ly, vì cũng được khán giả yêu cái bài đơn, yeah. Thì bước qua cái giai đoạn yêu cái bài chung là nó mới có cái đà. Cho nên anh Minh Vi đã có một cái kinh nghiệm, mà không biết kinh nghiệm này học ở đâu, nhưng mà nó rất là chính xác. Cuối cùng thì theo anh được biết, sau khi hết hợp đồng với Kim Lợi thì cái tình của em với lại đại gia đình Kim Lợi nó y chang như lúc đang làm việc, chứ không có gì thay đổi. Điều đó có đúng hay không? Cái này thì em cảm nhận là được tình cảm là đúng. Cho tới bây giờ thì công việc của em vẫn được anh Minh với lại chị Cẩm Ly hỗ trợ rất là nhiều. Chứ không phải là hết hợp đồng độc quyền rồi mà đường ai nấy đi. Thôi. Dạ. Không nhìn mặt nhau. Dạ. Ba mẹ em sao? Gia đình em khi cái giai đoạn mà em đã thành công cùng với Kim Lợi hát song ca tuyệt vời, về sau nào là cái gì đó cà phê rồi miệt vườn rồi xong các cái bài hài hước, em hợp với chất hài hước mà những ca sĩ đi trước là không bằng em. Lúc đó là lấy cái chân chất là cứ đứng yên cho Cẩm Ly nhéo là thành công. Không cần phải diễn gì hết đúng không? Là cứ vô cái dài là cứ về là cứ ngồi về là cứ ngó qua lại người nào nhéo bên trái thì dạ này người nào dạ là xong. Là cứ vậy thôi là thành công. Thật em là siêu đạo diễn. Chiêu con cờ của mình diễn đến mức nào rồi cho diễn tới mức đó thôi. Anh nhưng mà chưa nha anh. Bắt đầu tới khoảng 2 năm, 3 năm bắt đầu là có một cái vị trí trong công ty đó, gọi là có vị trí đó, là cũng dạng là được đó, bắt đầu manh nha. Em dùng từ manh nha là sao? Hồi xưa bài là em quyết định, toàn bộ tất cả trong Kim Lợi là em quyết định bài hết. Bắt đầu thủ thị, sếp ơi có thể cho em hát cái bài này được không? Nói mày hát bài gì? À, em còn nhớ là ngày xưa Hoàng Thị. Ủa tại sao em lại thích bài này? Mà thôi lâu lâu không lẽ em út nó nhờ mình không cho duyệt. Ít bữa nữa, sếp ơi em có thể hát được cái bài này không? Mày xin một lần đi, mệt quá mày xin một lần đi. Mày phải nói tao lý do chứ. Không nói. Cái bắt đầu nha, bắt đầu tới ngày quay anh, thì bắt đầu cái người cameraman mới chỉ mặt hỏi anh có phát biểu cảm nghĩ về bài này. Dạ em hát cái bài ngày xưa Hoàng Thị này em tặng cho bố em. Bố em là đã như vậy, bố em rất thích bài này. Anh nghe có ứa gan không? Nó thích bài này, nó hát để tặng bố nó. Rồi bắt đầu em hát bài này em tặng cho mẹ em. Mẹ em rất thích cái bài này. Cái bài này vậy. Cuối cùng là tặng hết nguyên gia đình luôn.
Anh nghe không? Khi mà về mình dựng phim lên, mình dựng phim lên, mình bỏ từng đoạn lên. Ủa sao kỳ vậy? Thế cuối cùng rặn hết nguyên gia đình. Và còn album của công ty không thấy đâu hết. Không dám nhìn mặt luôn kìa. Không, nhưng mà em xin mà. Em xin rồi sếp. Xin mà xin nếu một lần mà nói là một cái list luôn, nói bài này tặng ba, bài này tặng mẹ, bài này tặng em. Đúng rồi. Thì là không được. Cái xin từ từ anh, xin từ từ, xin bài này, bài kia, cuối cùng tặng hết gia đình. Rồi, nếu mà dành một từ nào đó, một câu nào đó để cảm ơn về Kim Lợi, về anh Minh Vi, chị Cẩm Ly thì Quốc Đại sẽ nói gì? Không, anh là anh ghét màu mè, em biết anh rồi, đúng không? Một chút xíu xong chương trình là không được ôm anh, là một. Yeah. Thứ hai là không được cảm ơn. Yeah. À. Em biết mà, em biết tính. Em biết, dạ. Em lựa đi đó, anh chặn hết rồi, em chặn, đó là giùm nói. Đối với em thì luôn luôn trong đầu em khi mà nhắc về đại gia đình Kim Lợi thì em có một chữ một là chữ ơn. Chữ ơn mà em sẽ mang theo suốt cái cuộc đời của em. Xin cảm ơn Minh Vi đã dành trái tim rộng mở để đến với ngôi sao đương thời. Tất cả những quyết định của em nó rất là táo bạo, nhưng nó bằng một trái tim yêu thương và một tầm nhìn chiến lược. Điều đó quan trọng với nhà sản xuất vô cùng, chứ không phải là ăn sổi ở thì được ngay ôm cả, thì cái điều đó nó rất là dễ. Và tình nghệ sĩ chúng ta hôm nay có cơ hội gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Cho nên cảm ơn ngôi sao đương thời, cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long và công ty Sen Vàng đã cho chúng ta cơ hội để chia sẻ tất cả những điều là những bài học vô cùng hữu ích cho những nhà sản xuất tương lai, cho những nghệ sĩ đang mơ ước mà chưa dám bước chân vào nghề. Thì những thăng trầm của mình chính là những bài học của họ, và họ mình quyết định chiến lược là quan trọng, còn sách lược chỉ là giai đoạn mà thôi. Và tất cả những điều này là bài học vô giá các bạn có thể học được nếu như các bạn lắng nghe và theo dõi chương trình chúng tôi. Xin cảm ơn Minh Vi, xin cảm ơn Quốc Đại. Nhớ không có được ôm nha cho. Dạ. Đến xà tay qua ôm. Em định bắt tay. Không, cho em nói câu cuối anh. Dạ. Tại chương trình thời lượng cũng có 45 phút nên em tới đây thôi. Hy vọng nếu mà lần sau còn nữa, tại em còn 8 lần câu chuyện của bạn này nhiều lắm. Và bây giờ thì Quốc Đại sẽ thay mặt chương trình để gửi đến bó hoa tươi thắm cho nhạc sĩ Minh Vi. Dạ. Chắc là đây là trong những lần hiếm hoi em tặng hoa cho sếp không? Dạ, chính xác. Nó rung. Dạ, sếp cho em bắt tay phía sau. Cảm ơn anh Bạch. Cảm ơn anh Bạch. Anh có quyền ôm. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều.